Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh tiếp theo của ngày hôm nay. Hân hoan ca múa mừng một hè vui ơi bạn ơi, bên nhau ta cùng sinh hoạt ơi bạn ơi, hè tô ấm cho muôn loài, hoa phượng nở khắp nơi, đàn ve hát vang lưng trời, ôi mùa hạ rất vui. Đoạn clip thì mang đến cảm giác là cô là người rất là nhẹ nhàng, hiền từ. Mặt chị Hồng Vân sao mà đăm chiêu quá vậy? Thì đó, suy nghĩ sao cái chương trình ngộ ghê á. Giấu giếm mà lừa tình mà lừa đủ thứ. Cho người ta đoán cho dễ một chút đi, dạ, chứ mà khó khăn vậy trời. Ở đây nhìn xung quanh cảnh vật và nhìn cô ở trong cái clip vừa rồi. Cô mặc một chiếc áo dài, nhìn cô rất là tha thước. Nhưng mà thật sự cô không phải là người, không phải là người nghĩa là nhẹ nhàng, tha thước như vậy đâu. Mà đây là một kiện tướng về tạ. Cái gì anh? Khi mà cô ấy gồng lên một cái là muối thịt cút 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 cút. Nhưng đâu mà ở trong cái video clip này á, là cho mặc một chiếc áo dài, là gạt chúng ta thôi. Hãy mở năm gợi ý đi, chắc chắn sẽ có một gợi ý là cử tạ. Cô mà cử tạ được chắc anh cũng là thánh thể hình á. Cùng hả? Năm gợi ý của chương trình. Thôi em mở gợi ý ra rồi sẽ thấy những gì anh nói. Cô Thúy Hoàng, 77 tuổi. A. Chế nhạc thần sầu. B. Cô giáo dạy học qua lời hát. C. Đàn tì bà. D. Múa sen. Trời, cử tạ là em xỉu liền nha. E. Đàn tranh. Ủa tại sao không có cử tạ vậy ta? Chế nhạc thần sầu. Ví dụ như là đời tôi cô đơn thôi. Chiều ngày hôm nay tôi thấy em đi chơi. Chiều ngày hôm nay tôi thấy em đi về. Chiều ngày hôm nay tôi thấy em đi chơi. Tôi thấy em đi về rồi, rồi tôi thấy, thấy em đi, đi chơi. Đó, nó vậy đó. Em nào rảnh vậy? Hả? Em nào mà đi chơi đi về? Sao em thấy làm sao? Chứ chị giống anh Kim Tử Long á. Ừ. Tại vì nè, đờn tranh, múa sen, đờn tì bà là đều phải có tiết tấu âm nhạc. Đúng không? Nhưng mà tiết tấu âm nhạc của cô không có săn xíp. Em biết tại sao mà nãy cô ca không có săn xíp không? Tại vì cô không thuộc lời, ở ngoài có một người đang nhắc. Biên tập. Giờ chỉ còn A với B thôi. Không, em á thì là D. Anh thấy cái tay của cô không? Như là một búp sen vậy đó. Các ngón là xòe ra đều lắm. Mà chỉ có những diễn viên múa đó, họ mới có thể tiết chế cái tay của họ đều đặn như điều vậy. Điều chỉnh, tại vì đưa lên cái là chụp là bom, yeah, là đẹp. Đúng rồi. Thôi bây giờ rồi. Như thế này, nên đưa ra đáp án đi. Vâng. Một. Yeah. Hai. D. D. Em cũng D. Vâng, và bây giờ thì tôi xin được thay mặt cho Ngọc Quyền xin chọn đáp án E. Hả? Hồi nãy là nhường hết cái rồi. Chật lất. Thì bây giờ đến phiên tôi chứ. Bây giờ em phải để cho anh, nếu mà bây giờ anh đoán đúng thì một chút nữa anh có quyền đoán tiếp. Còn nếu mà anh đoán sai thì lát tới em. Đó, mình mới công bằng nha. Người ta nói thuyền theo lái, gái theo chồng. À, rồi, ổng e theo thì tôi e. Dạ vâng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Thúy Loan để xem cô ấy mang đến tiết mục gì cho chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn video clip. Theo đàn tranh từ năm 14 tuổi, yeah! Giảng dạy hơn 50 năm với bộ môn đàn tranh. Thấy chưa? Em cũng nói được vậy, em tặng cũng nói đàn tranh. Nhưng mà em nói cũng không dính dáng tới đàn và huy chương vì sự nghiệp giáo dục năm 1995. Sáng tạo câu lạc bộ tiếng hát quê hương. Viết 15 bộ sách dạy học đàn tranh. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thúy Hoan tình yêu mãnh liệt với cây đàn tranh.
khi mà được nghe cái tiếng đàn tranh, tiếng réo rắt trong trẻo của đàn tranh. Hơn nữa là thấy cái người mà ngồi đánh đàn nó có một cái gì rất là dịu dàng, rất là nữ tính, là thích cái hình ảnh đó, thích cái âm thanh đó, thành ra mới đến với cây đàn tranh. Mình cảm thấy cây đàn đó là cái bạn rất là gắn bó với mình. Khi nào mình vui, mình cũng thể hiện trên cây đàn. Khi nào mình buồn, mình cũng tâm sự với nó. Có lẽ chính đó là một trong những cái nguyên nhân là làm trong cái tinh thần mình rất là lạc quan. Nếu mà vui thì mình hay nói nhiều lắm, lưu tùm lum tắm làm đó, thì là mình có thể mình đánh theo những cái kỹ thuật là chạy ngón như thế này hoặc đó. Khi mà buồn thì thường thường mình nhấn đó. Có một cái độ mà xuống sâu, tất nhiên cái tâm tư mình ấy xuống. Với lại có một cái rất vui, đến với tiếng hát quê hương đó thì là đủ mọi trình độ hết đó. Đủ mọi lứa tuổi nữa, đó có những em 5, 6, 7, 8 tuổi. Con học đàn tranh được gần 1 năm. Dạ, về đàn tranh thì cái tiếng nó rất là hay. Cô là một người rất là vui tính, chu đáo và quan tâm học sinh. Em học đàn tranh được khoảng 3 năm rồi. Lúc đầu em cũng lo ngại về việc là mình phải có cái kiến thức cơ bản về âm nhạc hay không. Nhưng mà vào đây là hoàn toàn được dạy từ đầu. Cô sẽ dạy cho từng bước một, cả trên đàn lẫn cả nhạc lý. Em không có ý định đi chuyên nghiệp về đàn tranh kiểu như là biểu diễn giống như cô hay là con cháu của cô. Nhưng mà em mong là mình có thể tiếp tục theo đuổi con đường này, kiểu như là chỉ để giải trí và để góp một phần nho nhỏ để truyền bá đàn tranh. Cái đó là thực tế, mình không làm thế nào được. Chỉ có mong là mấy em, là khi mà các em ra ngành nghề tránh của các em chọn đó, các em vẫn không bỏ cái này, thì cái đó là mừng nhất. Nhưng mà theo cô thì đi vô cái ngành này nó vui lắm. Đầu tiên ấy, mình nghe tiếng nhạc tự nhiên mình cảm thấy mình mà chú ý đàn thế này, mọi việc xung quanh là mình không có để ý gì đến, thì cái đầu óc mình nó thoải mái. Hơn nữa là lớn tuổi mà học cái đàn này nó không có mất sức là khều này không, thì là một cái hình thức mà để cho các cái ngón tay nó không bị cứng nè đó. Rồi nó thêm một cái nữa là nó tập cho mình cái trí nhớ, là để mình nhớ bản nhạc, mình nhớ cái này nhớ cái kia. Nhiều khi mà đi vào lớp học vui này mình quên mất tuổi mình luôn đó. Nhất là dạy tụi con nít lâu lâu cười với nó hay là cái gì đó hồn nhiên cái, tự nhiên mình cũng cảm thấy mình như trẻ lại. Dạ, con xin mời cô Thúy Hoang ạ. Dạ. Con chào cô. Con chào cô. Kính chào Văn Bình Luận, kính chào quý vị khán giả. Dạ. Cái không khí này theo tôi xin mời chúng ta cùng nghe một cái bài Lý Tình Tang, là một cái bài dân ca miền Trung rất là phổ biến. Nhất là cho cô Hồng Vân này thích lắm. Dạ, xin mời cô. Và hỗ trợ phần biểu diễn của cô thì sẽ có con gái của cô, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Yeah. Và em Hải Minh ạ. À. Yeah. Đẹp quá. Và sau đây sẽ là tiết mục đàn tranh kết hợp của ba thế hệ: nghệ sĩ ưu tú Thúy Hoang, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng và em Hải Minh.
Hay quá. Dạ, cảm ơn cô ạ, và chúc mừng tiết mục của cả nhà mình ạ. Ba thế hệ, phải công nhận là ít có cái gia đình nào mà lại là truyền nghề cho nhau bằng cái nhạc cụ đó. Thường thường cha đó truyền tới con là hết rồi đó. Ít có bao giờ mà tới đứa cháu mà nó cũng đi theo đàn. Còn cái này là cả gia đình luôn rồi, từ con rồi từ cháu rồi biết đàn hết trơn trọi. Và không có ai cũng có thể đi học được đâu. Ngọc Quyền cũng có một thời gian đi học đờn tranh nhưng mà gái nó không kêu. Đúng không em? À, đó anh nhớ em có học đờn tranh mà. Có, em có học. Đó. À, con rất là hạnh phúc con được gặp cô. À, chúng con đó là lúc nào cũng được biết danh của cô thì lâu lắm rồi mà con không có nghĩ rằng là cô xuất hiện ở trong Mãi Mãi Thanh Xuân. Chứ cô biết là con đó là con và anh Long và rất là nhiều các văn nghệ sĩ đều phải nhờ chị Hải Phượng. Bởi vì những cái ngón đàn tranh của chị từ cải lương cho tới ca nhạc đã giúp cho những cái tác phẩm của chúng con thăng hoa. Hôm nay con rất hân hạnh đã được cô đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân và đã được cô biểu diễn một chương trình rất là đặc sắc để cho cô nghe. Cô cảm ơn cô ạ. Cô có đắn đo trước khi nhận lời tham gia chương trình hay không ạ? Thực là rất là đắn đo. Là tại vì cứ nghĩ là game show dành cho trẻ tuổi không à. Mà mình lớn tuổi quá mà mình tham gia thì rất là ngại ngùng. Nhưng mà phải nói là cái tinh thần và cái chương trình của chúng ta đó, nó ngoài cái tính cách vui, đem lại niềm vui cho những người lớn tuổi thì nó còn có nhiều những cái ý nghĩa rất là tích cực khác. Vì vậy mà coi như là đánh bạo tham gia thôi. Cô ơi, thực ra khi mà biết cô là mẹ của Hải Phượng thì mới mạnh dạn gọi là cô. Trời ơi, thực sự mà nói là cô trẻ quá, từ khuôn mặt cho tới cái dốc dáng của cô cũng như là cái ngón đàn của cô rất là trẻ. Cô ơi, hỏi cô chút xíu là Phượng thì cái lứa sau này, lứa của tụi con đi thì có đi rất nhiều nơi trên thế giới nè. Nhiều khi Phượng học những cái mà ví dụ như là những cái mà khác cô một chút hay là như nào đó, thì có khi nào mà cô ở nhà cô chỉ cho Phượng hoặc cô tranh luận một cái đề tài, một vấn đề gì đó về nghệ thuật á cô, mà cãi cô không cô? Thường thường thì nói về nghệ thuật thì nó vừa bay bổng nhưng mà nó cũng có cái thực tế là cái hay. Nếu mà đã hay thì người khác cũng cảm nhận thấy. Mà muốn người khác cảm nhận thì bản thân mình phải cảm nhận thấy. Thành ra có nhiều khi cũng có một vài cái ý kiến thế này thế khác. Nhưng mà chân lý là chân lý. Khi mà nghe cái bản nhạc đó rồi, một cái chữ gì sửa cho Vượng thì Vượng cảm thấy lại, cảm thấy là cái đó là mình sửa đúng cho phải mẹ áp đặt. Dạ. Đó, thành thử ra bây giờ hỏi Phượng chắc ăn hơn. Chị Phượng ơi, dạ em muốn biết là hồi nhỏ trước khi mà chị học đàn tranh nè, là chị thật sự là mình thích cái tiếng đàn tranh rồi mình muốn học, hay là do thấy mẹ mình đánh đàn xong mình cũng muốn học mà mình bắt học không chị? Giờ nói lại thì cũng không nhớ là hồi đó như thế nào. Dạ. Nhưng mà theo kinh nghiệm mà mẹ Phượng dạy rất là nhiều và kinh nghiệm mà Phượng dạy lại rất là nhiều thì tốt nhất là cứ ép nó đi. Con nó chẳng có ai thích, chẳng có đứa nào thích học. Về lời đó chưa không có thích. Ép trước phải không chị? Bé Minh, em thích học hay là bị ép học? Tại vì nhiều khi đam mê nó không phải tự nhiên nó đến. Qua cái quãng thời gian mà khó khăn ở cái chuyện mà bắt đầu, cái nào cái đoạn đầu nó cũng là cái đoạn rất là vất vả, rất là khó khăn và rất dễ bỏ cuộc. Dạ. Khi nào qua được cái đó rồi thì người đó mới cảm thấy là thích thú với cây đàn, lúc đó mới có thể nói chuyện được với cây đàn, cho dù là mình không ép thì cũng tự động đi theo. Mày mò. Xin nói cái tiếp lời của Hải Phượng, nó nói là ở cái bên âm nhạc bên này nó có một cái thuận lợi. Yeah. Là con nít nhỏ nhỏ thì mình có những cái bài, những bài nhỏ nhỏ, vừa nhỏ nhỏ với các em. Thế rồi là các em được đi trình diễn, thành ra các em được mặc đẹp rồi thì được lên sân khấu chụp hình chụp ảnh, thì chính những cái đó cũng là một phần tác động rất là tốt đối với các em. Các em khoái đúng không? Đúng rồi. Cô ơi, cái này đó là con hỏi cho các thế hệ trẻ nha. Đúng giống như hồi nãy cô nói đó, là mình vẫn theo cái truyền thống đó, mình vẫn giữ những cái nốt nhạc, vẫn những cái nốt mà thích hợp. Nhưng mà giống như chị Hải Phượng của con đó, con thấy chị đi rất nhiều nơi, chị học hỏi rất nhiều những cái âm nhạc của thế giới. Rồi có khi nào mà chị bỏ vào những cái nốt mà cô không thích nhưng mà cuối cùng những cái nốt đó thuyết phục được cô hay không? Là đến lúc cô giống như gọi là thế hệ trẻ nó có sáng tác
những cái gì đó cô chấp nhận, có không cô? Có chứ. Những cái gì cổ truyền là cha ông mình đã có công để lại cho mình, nhưng mà cái thế hệ mình phải có cái gì để lại cho thế hệ sau. Thành thả ra bây giờ cái phương tiện truyền thông rất là mở mang, thành ra cái lớp trẻ được tiếp xúc nhiều các loại nhạc khác nhau. Yeah. Thì như vậy ngay bây giờ nói về cái đàn tranh cũng vậy, nó có rất nhiều những kỹ thuật mới, nhưng cái đó nó bồi bổ cho cái đàn tranh mình thôi. Yeah. Nó như là những cái kỳ mà Phượng mà đi các nước biểu diễn phần nhiều là nhạc mới, hoặc là nhạc cây đàn tranh đàn với một dàn giao hưởng chẳng hạn. Yeah. Thì những cái đó là mình thấy rất là hoan nghênh, bởi vì nó cho thêm cái phong phú cho cây đàn tranh. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Đó là về mình, chúng ta đang nói chuyện về cây đàn. Nhưng đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân thì con muốn hỏi cô một cái điều. Ngoài cây đàn ra, cô còn làm một cái việc khác, hoặc là cô còn có một cái thú vui nào khác để cho cô giữ mãi nụ cười trên môi cô và giữ lại cái thanh xuân của cô và giữ cái sức khỏe của cô cho đến bây giờ? Thì hiện tại đó, có một cái rất mừng mà có thể nó là gọi là gì, vitamin. Tức là thế này, nhìn thấy cái thế hệ trẻ rất là đông, nhất là hồi bây giờ cái phong trào đàn tranh lên rất là mạnh, thành ra cái vui là có những cái lớp trẻ sẵn sàng tiếp bước mình và đi dài hơn, xa hơn, thành ra đó cũng là một trong những động lực là tôi rất vui, là cái chỗ là bây giờ mình may mắn còn đang sống thì đang đồng hành với các em. Nhưng mà nếu sau này mà mình không tiếp tục được nữa thì các em sẵn sàng thay thế mình và sẽ đi bước xa hơn nữa. Thì đó là những cái mà tôi thấy là tâm đắc nhất. Yeah. Minh ơi, con có bị bà ép con học không? Hay là con thích cái này quá rồi con nhờ bà gọi là chỉ giáo cho con? Dạ là hồi xưa thì con hay đi theo bà đến lớp dạy của bà. Xong rồi con thấy mọi người đàn vui nên là con cũng khoái. Xong rồi bà hôm bữa có một hôm hỏi con là con có muốn học đàn không thì con nói dạ. Xong rồi con học đến giờ. Là con khác với cô Phượng, con là con tự thân con thích, còn cô Phượng là bị bà ép. Bà đây mới biết ra một số bí mật của Hải Phượng nha. Nhưng mà bà cũng có gài hỏi con có thích học không. Nếu mà con trả lời là con thích học thì bà là dạy con liền, còn nếu con trả lời dạ con chưa thích học, bà cũng sẽ dạy con. Dạ. Cô ơi, con hỏi cô một câu nữa thôi, con sẽ không bao giờ hỏi nữa đâu. Năm nay là cô vừa tròn 77 tuổi. À, cô đã dùng mỹ phẩm gì mà mặt cô đẹp thế? Dạ. Là cô lắc đầu rồi, ý cô là lắc đầu là tự nhiên rồi. Đẹp cô, tự nhiên. Cô có quyền nói là cô không trả lời câu này cô ơi. Vì vậy cho nên con muốn nói với cô như thế này. Khi mà cuộc sống mình càng ngày hiện đại hơn, coi em cắt nè, đơn giản là em nói cho anh nghe, niềm vui của cô, thanh xuân của cô, nét đẹp của cô là nhờ cô tiếp tục đem tài năng của cô dạy lại các em nhỏ. Và khi thấy tụi nó đờn là cô vui thì cô trẻ, đâu có cần phải xài mỹ phẩm. Dạ. Đùa chứ thực sự là tất cả những cái mà mình có thể chăm sóc dưỡng da thì con nghĩ nó đều cần thiết nếu như mình có điều kiện, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là đời sống tinh thần của mình. Đúng rồi, phải tích cực và cuộc đời của mình phải có cái điều mình thích, mình đam mê, theo đuổi mình lúc nào cũng trẻ. Dạ đúng rồi, thì mình mới có thể giữ được cái nét thanh xuân của mình, phải không cô? Dạ vâng. Thưa cô, bây giờ thì chương trình của tụi con có một cái món quà nho nhỏ muốn gửi đến cô ạ. Con xin mời cô mình quay qua bên đây sân khấu xíu ạ. Dạ con xin mời cô chị và em quay lại ạ. Dạ thưa cô, ở đây á tụi con có hai sắp giải mai áo dài, tại vì tụi con thấy là cô mặc áo dài đẹp quá. Còn đây là hai chiếc áo kỷ niệm của chương trình để dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng và em Hải Minh. Dạ vâng ạ. Tụi con chúc cô sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe nè, để tiếp tục với niềm đam mê của mình và tiếp tục gìn giữ tiếng đàn tranh, văn hóa của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ thì tụi con mong cô sẽ mãi mãi giữ cho mình tinh thần Mãi mãi thanh xuân.